Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ bảy, ngày 11 tháng 2, 2023 nha anh em. Tiếp tục lên đơn và gửi hàng cho anh em nhé. Thì trước mắt anh em là những cái đơn hàng đang đang hoàn thiện nha mọi người. Thì ở đây có hai tấm pin. Hai tấm pin 150W. Pin này là pin áp từ 19 tới 23V ha. 150W mình đang bán giá là 1 triệu 3 tấm. Phí vận chuyển khoảng 7 mấy ngàn tấm anh em. Hai tấm này phí vận chuyển khoảng 120 130. Thì hai tấm này mình gửi cho anh Mai ở Bình Hưng, Bình Chánh, thành phố Bình Hưng, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó thì hình như là anh Mai ảnh Chanh Mai. Ảnh lần đầu mua hàng anh em. Lần đầu mua hàng. Và ảnh lấy hai tấm pin. Hai tấm pin này ha anh em. Và mình nhắc lại nha, tấm pin này là 1 triệu 3 tấm, 2 tấm là 2 triệu 6. Phí vận chuyển thì hơn 100 ngàn một tí. Thì cái tấm pin này nặng 6,5 kg, 2 tấm là nặng 13 kg nha anh em. Đó, 150W của hãng Ursula. Thì mình báo cáo với anh em luôn là trong nhà mình chỉ còn 2 tấm nữa thôi. 2 tấm nữa thôi. Và thời gian tới mình sẽ kéo pin này về thật là nhiều để bán cho anh em. Thì cảm ơn các anh em đã ủng hộ pin này nó hết nhanh ha. Mấy chục tấm bữa nay còn 2 tấm à. Trong nhà chỉ còn 2 tấm thôi ha. Anh em nào quan tâm hốt lẹ giùm mình nha. Thì dòng họ với nó là cũng ớt solar luôn, 100W với giá là 1 triệu, còn 200W áp cao với giá là 1,6 triệu. Đó, mình chưa bao gồm phí ship nha, phí ship khoảng chừng 60-70 ngàn tấm thôi. Đó thì anh em nào đam mê thì hãy liên hệ mình nha. Đấy thì cái 150W áp thấp này là còn 2 tấm, còn 100W cái áp giống nó luôn thì còn nhiều lắm anh em. Rồi cái tấm 200W áp cao thì cũng còn nhiều. Đấy, còn cái 150W này thì chắc vài tuần nữa mình sẽ đem về mình bán nữa ha. Anh em ủng hộ nhiều là mình sẽ cố gắng đặt nhà máy sản xuất Ursula, thì nhà máy ở Việt Nam nha mọi người. Đặt thì sản xuất đem về bán thôi chứ lấy trực tiếp từ nhà máy luôn nha. Bung Ballet là mới tinh luôn nha anh em, pin này là pin pin gọi là mới tinh không có dấu tay luôn ha. Từ nhà máy về luôn. Cái 100W và 200W áp cao cũng giống nó vậy đó, mới tinh. Đấy, anh em nào đam mê thì hãy liên hệ mình. Rồi cảm ơn anh Chanh Mai ha. Rồi tiếp theo nữa là một đống đồ này anh em. Đống đồ các anh em theo dõi kênh nè. Anh Trần Tuấn ha, anh Trần Tuấn ở Thạch Thất Hà Nội. Thì anh Trần Tuấn anh mua hàng 3-4 lần nha. Bữa nay anh quay lại, ảnh làm một cái blue carbon 4.0 nữa ha. Thì hôm bữa ảnh có lấy cái blue carbon 4.0 rồi. Về ảnh xài được ngày 2 ngày rồi mọi người. Và ảnh khá là vừa ý. Thì bữa nay ảnh nhắn quay lại lấy cái nữa. Thì anh em xài blue carbon 4.0 này anh em chú ý ha. Thứ nhất á, là ban ngày anh em muốn bắt nó thì nó sẽ cháy lên 10 phút nó tắt nha. Đó, nó có cái chế độ gì đó, có nghĩa là đèn này không cháy vào ban ngày. Nó có cháy lên thì cũng 10 phút nó tắt thôi. Cái thứ hai nữa là đèn này không có led báo sạc ha. Đó, không có led báo sạc nha anh em. Thì đó là hai cái tính năng không tốt của cái đèn này. Còn tất cả những tính năng còn lại nó đều vượt trội hơn tất cả những cái đèn ở đang bán thị trường nha. Đảm bảo với anh em luôn ha. Blue Carbon 4.0 giá 1 triệu 6. Phí ship là 60 ngàn một tấm. 60 ngàn một bộ. Phí ship cả nước luôn ha. 60 ngàn bộ. Chừng nào ra đảo thì phí ship có thể cao hơn nha. Đây anh em đam mê thì hãy liên hệ mình. Thì anh Trần Tuấn anh mới lấy một cái về anh xài. Mới ngày 2 ngày là anh quay lại anh lấy cái nữa. Thì anh em thấy Blue Carbon 4.0 là uy tín không? Rất là uy tín ha. Đấy thì bữa nay mình quay ban đêm thì trời có hơi tối xíu mọi người thông cảm. Rồi kế bên có con GD 369 nè. Con 369 này giá là 930 ngàn, phí ship 50 ngàn. Để mình cái này thì không có tính phí ship, tại vì cái này ngày mai mình cặp nách ra mình gửi cho anh đồng nghiệp ha. Anh đồng nghiệp ảnh gắn trước nhà ảnh. Ảnh có tiệm phân thuốc rất là lớn ở huyện mình anh em. Và ảnh gắn trước biển hiệu á mọi người. Theo mình biết là ảnh sẽ gắn trước biển hiệu GD 369 cực kỳ chất lượng. Ảnh thì ảnh không có tính lấy cái đèn gì đâu, nhưng mà mình thấy 369 rất là ok, cho nên mình tư vấn ảnh lấy cái đó luôn, mình tự tư vấn ảnh luôn. Chứ ảnh thì ảnh không có quan tâm là cái đèn gì đèn gì. Đó, do là ảnh cũng chưa coi kỹ, ảnh kêu mình chọn cho ảnh luôn ha. Đó, rồi còn cái đống hàng bên đây là gì nè. Rồi tiếp theo là những cái đơn hàng hấp dẫn các anh em trên kênh ha. Ví dụ như con Sure nè. Con Sure 30A nè anh em. Con Sure này mình đang bán vốn cho mọi người với giá có 200 ngàn thôi. Nói chung là cũng không phải vốn nha. Mình có lời 10 ngàn, 20 ngàn gì trong đó đó. Nhưng mà mình lấy với số lượng nhiều anh em. Mình lấy một lần một thùng tới 50 cái lần. Đó, 50 cái mình mới lời được 10 ngàn, 20 ngàn. Thì
không để mình bán cho anh em 180, 190 phải không, cho nên hồi mình bán chẳng 200 luôn, kể như công mình gói nha anh em, mình lời 10.000 20.000 ha. Đó chứ thường thường con sua 30 em đó mình không có lợi. Ở con sua này mình gửi cho anh Thanh Hưng ở nhà bè thành phố Hồ Chí Minh ha. Anh này là mối nè, mối. Rồi một con sua khác gửi cho anh Nguyên ở Vị Thanh Hậu Giang. Đây. Này là sạc sua 30 em nè, để mình cầm lại cái vị trí sáng cho mọi người xem. Thì mình cũng bao bọc lại rồi ha. À, sạc sua 30 em ha. Hệ 24 được, hệ 12 được. Có cổng USB luôn, nói chung là rất là tiện lợi để sử dụng. Đó, có 200 ngàn thôi. Ở đây mình có hai con này gửi cho hai ông anh ha. Rồi một cái sua hòa lưới ha. Con sua hòa lưới này là đây đây, em rinh này lại em. Rinh lại. Rinh lại hàng sáng. Để lên. Anh em đợi mình xíu ha. Thì cái con sua hòa lưới này á là như vậy nè, là hàng thanh lý nha mọi người. Thì hôm bữa giờ mình bán cũng mấy chục cái mặt hàng thanh lý rồi, mà anh em ở trên các kênh khác hoặc là anh em ở quê đó có những đồ dư cái kêu mình thanh lý dùm. Thì bán hàng thanh lý nó có nhiều cái anh em. Có anh mình mới đăng ở mình thanh lý con sua hòa lưới này, con sua hòa lưới 600W nè mọi người, cái con đỏ đỏ đó, với giá 1.250.000 bao ship này. Cái có anh nhảy vô nói này bán mắc quá. Giá mới hiện tại có 1.800.000, 1.900.000 này, bán cũ 1.250.000 này kia rủa sùm đó. Nhưng mà có anh á, là che mắt, nhưng mà người ta mua rồi á, là những anh khác nhảy vô nói trời đó cơ uổng quá trời uổng, phải biết mua sớm bữa nay hết hàng này kia. Có nghĩa là bán hàng thanh lý nó giống như làm dâu trăm họ anh em. Có người á, thì che mắt ha, tại vì nói hàng cũ mà bán giá đó là mắc. Còn có người á, là người ta vô, có người mua rồi cái người ta mua trễ không có hàng nữa, là người ta cảm thấy rất là hối tiếc. Cho nên anh em có sau này mình bán thanh lý nữa, anh em có gì nhớ nhẹ nhẹ lời ở trên YouTube nha. Tại vì cái này là hàng thanh lý là mình bán theo cái giá mà tự mình định ra, hoặc là cái người mà gửi mình bán định ra. Và nhiều khi nó không có vừa ý với anh em ha. Nó không vừa ý, nhưng mà nó sẽ vừa ý với người khác. Đó, cái người cần người ta cảm thấy vừa ý, còn cái người không cần thì cảm thấy không vừa ý. Cho nên mọi người cứ bình tĩnh nha. Con sua 600W màu đỏ nè, giá 1.250.000 bao ship nè. Mình gửi cho anh này, anh ở anh đâu ha, anh ở ngoài đâu xa lắm á. Đây ở anh Phương Nam ở huyện Kim Bôi Hòa Bình ha, Kim Bôi Hòa Bình khá là xa luôn. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Đấy, đó là vấn đề về những cái con thanh lý ha. Rồi hai cái GD80 nè, GD80 đang khuyến mãi nha, đang khuyến mãi giá 600.000 một cái bao ship, mua bao nhiêu cái cũng bao ship hết. Đây nè, hai cái GD80 cái mà loại có đuổi mũi á ha. Thì mình gửi cho anh Hiếu ở Tam Nông Đồng Tháp ha. Rồi cái đèn đang khuyến mãi mà hot nè, 68400 giá 1.3 nè, gửi cho chú Sơn ở Dương Tơ Phú Quốc Kiên Giang nha. Chú Sơn thì mua hàng bên mình các cỡ 7-8 lần rồi ha. Rồi hai cái T300 nè, hai cái T300 nè, để gửi cho anh Tám ở Tân Hải Phú Tân Cà Mau đó. Thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh mình. Bữa nay mình tối nay mình gói được đó con mớ này ha, ở dưới đây rồi đó, rồi thùng này, rồi cái này. Rồi có ông anh mới khoảng 5 phút trước đây gọi đặt một cái GD300 nữa ha. Đó, GD300 loại 1 anh em, 1.450.000 á. Đó, anh mới đặt nóng hỏi luôn, rồi mình cũng gói luôn, mai gửi ha, chủ nhật, nhưng mà bưu điện vẫn làm việc nha. Đấy, thì nói với anh em luôn là khuya nay mình có chuyến đi An Giang đó. Một chuyến xe tải trọng cũng khá lớn, mình chở những cái bộ năng lượng mặt trời bám tải cho thầy to ở Long Xuyên anh em, thầy to ở Long Xuyên. Tí nữa mình sẽ soạn đồ xong, soạn đồ đó xong rồi mình sẽ quay review cho anh em xem một bộ năng lượng mặt trời bám tải đó, gửi tới cho ông thầy đã nghỉ hưu rồi, và bây giờ là có nhu cầu là bám tải để hạn chế điện xài trong gia đình. Thì sáng nay mình sẽ chở đi luôn ha, thầy to trả tiền phí vận chuyển và mình vừa bán hàng mà mình vừa vận chuyển tới nơi luôn ha. Thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em ha, anh em cần mua gì nữa thì liên hệ em, tất cả những mặt hàng em đều còn hết ha, chỉ có ốp chỉ có thằng đèn búp là em hết hàng thôi ha. Đèn búp bây giờ là Trung Quốc nó còn ăn Tết mọi người, cho nên là ở bển nó chưa có nhập hàng qua bên Việt Nam nữa. Nói chung là người ta ăn Tết
bên Trung Quốc ăn Tết hết tháng Giêng lận anh em, nói đơn giản vậy đi ha. Cho nên là em chưa có nhập về được, chừng nào em nhập về là em sẽ làm video báo cáo cho mọi người nha. Thôi xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau ha.